cô. Cái gì? Con ăn cái bánh của mẹ phải không? Có đâu mẹ. Ôi cái bánh mẹ để mẹ cúng. Bây giờ thì ai ăn? Thiệt tình. Ai đây? Ủa, có chuyện gì không? Mà tôi ăn đó. Thôi ghê nè, cô cầm về luôn đi. Gửi đi. Cảm ơn nha. Tự nhiên tặng cho mình một bánh. Con trai mà tặng đồ ngọt cho con gái, chắc là có tình yêu với mình rồi. Chị thấy sau này sẽ có rất là nhiều rắc rối. Chị nói những gì chị thấy thôi đó. Mà quyết định là em tiếp tục hay dừng lại. Xem tập 20 Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 21:55 thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2018 trên kênh HTV7.